câu hỏi thứ nhất. Với câu hỏi này, chúng ta có 6 đáp án, đó chính là những câu trả lời trong cuộc khảo sát 100 người. Câu hỏi như sau. Ngoài đồ trang sức, hãy kể thêm một thứ người ta thường đeo hoặc quấn vào người. Có không nào bằng điểm? Có hay không ạ? Kết quả khảo sát. Hãy xem các đáp án còn lại. Sau câu hỏi thứ nhất, số điểm của bạn như sau. Ở đời, em biết đấy, có ai ngồi không mà được hưởng lợi đâu. Ở đâu ra đồ miễn phí chứ. Miễn. Chúng ta hãy tiếp tục với vòng thi thứ hai. Điểm số vòng này sẽ được nhân đôi. Bạn thấy người ta dùng quả gì để làm mâm trái cây dùng phụ? Có không nào bằng điểm? Xin mời bằng điểm. Để xem có hay không. Kết quả khảo sát. Mời các bạn chúng ta xem các đáp án còn lại trên bảng. Vậy là kết thúc vòng 2, số điểm của bạn như sau. Ở đời, em biết đấy, có ai ngồi không mà được hưởng lợi đâu. Ở đâu ra đồ miễn phí chứ. Miễn phí. Bây giờ chúng ta sẽ bước vào cuộc thi cuối cùng của buổi họp để quyết định vào vòng đặc biệt. Kể tên một nơi công cộng mà người ta thường nhắc nhở người khác phải im lặng. Kết quả khảo sát.